Chiến tranh với Mỹ đã cận kề, Iran tung ra vũ khí thần thánh tầm tấn công lên tới 2.000 km. Thưa quý vị, theo Sputnik, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đang có kế hoạch đưa vào trang bị máy bay không người lái tầm xa UAV Fajros. Trong thời gian sắp tới, nếu được biên chế, Fajros sẽ là UAV vũ trang lớn nhất của Iran. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tasnim, chỉ huy lực lượng máy bay không người lái, IRGC Đại tá apa Karimlu cho biết nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, UAV Fortress sẽ sớm được IRGC đưa vào sử dụng. Tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào đánh giá của Bộ Quốc phòng Iran về các tính năng kỹ chiến thuật của mẫu UAV này. Trong bối cảnh căng thẳng của Mỹ, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì Iran trục trịch đưa vào trang bị UAV tầm xa có thể xem là cách giúp Tehran phô diễn tiềm lực quân sự hoặc là gửi thông điệp trăng đe tới kẻ thù. UAV Fortress được Iran giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11-2013, được mô tả là mẫu UAV đa năng, tầm xa có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu, với tầm hoạt động lên tới 2.000 km và có thể hoạt động liên tục 30 giờ trên không. Trận bay của Fortress được dự đoán vào khoảng 7.600 m, Ngoài tầm hoạt động ấn tượng, Fortress còn được trang bị hệ thống vũ khí tấn công đi kèm khá hiện đại như là tên lửa không đối không, tên lửa chống tăng và cả bom dẫn đường. Có nhiều thông tin cho thấy Iran sẽ phát triển các mẫu tên lửa dành riêng cho Fortress thay vì sử dụng tên lửa của các mẫu UAV cỡ nhỏ. Thiết kế bên ngoài của photos cũng được đánh giá khá cao và gần giống với các mẫu UAV hiện đại trong khu vực, điển hình như của Israel, đặc biệt phần mũi của máy bay có hình dáng tương tự như mẫu UAV Predator của Mỹ. Đây sẽ là nơi đặt hệ thống thiết bị hàng không của photos Máy bay cũng sở hữu cánh đuôi đôi hiện đại cùng với hệ thống động cơ cánh quạt mạnh mẽ. Trong thần thoại CIA Frotos Petros hoặc Peter là một thiên thần sa ngã bị thiên chúa đẩy xuống một hòn đảo hoang. Trong gần 700 năm, đôi cánh của thiên thần này cũng bị cắt bỏ như một hình phạt. Petros chỉ được cứu khi mà imam Hussein Im Ali, cháu trai của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad vô tình đi ngang qua hòn đảo này. Iran là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng thiết kế và sản xuất các mẫu máy bay không người lái bằng chính công nghệ trong nước. Ngoài Petros, công nghiệp quốc phòng iran còn có hàng tá mẫu uav quân sự khác